iPhone 11 Pro tại Việt Nam giảm sốc 5 triệu đồng. Giá iPhone 11 sách tay tại Việt Nam đã giảm mạnh chỉ sau hơn một tuần mở bán. Tùy vào từng mẫu máy và các phiên bản bộ nhớ khác nhau, mức giảm giá của mỗi chiếc iPhone mới dao động trong khoảng từ 4 cho đến 5 triệu đồng. Cụ thể, từ mức giá 26,99 đến 29,99 triệu đồng ở thời điểm ngày 20 tháng 9. Tới nay, giá iPhone 11 sách tay đã giảm xuống chỉ còn từ 22,95 đến 26,95 triệu đồng. Với iPhone 11 Pro, mức giá của máy hiện đang giao động trong khoảng 31,95 đến 43,55 triệu đồng. Trong khi đó, 34,95 đến 44,85 triệu đồng là giá bán của iPhone 11 Pro Max. Lý giải về mức giảm giá mạnh của những chiếc iPhone 2019, anh Đức Mạnh, một người từng buôn iPhone ở Hoàng Mai cho biết, việc iPhone sách tay giảm giá sau một tuần mở bán là điều rất bình thường. Theo anh Mạnh, để phục vụ nhu cầu của Thượng Đế, các cửa hàng đã không tiếc tiền sang tận Singapore hoặc Hồng Kông để sách về từng chiếc iPhone. Do vậy, những chiếc iPhone sách tay vì thế sẽ bị đội giá lên không ít. Sau một thời gian mở bán, khi nguồn hàng về đều với số lượng lớn hơn, cộng với việc cơn sốt iPhone mới dần hạ nhiệt, iPhone sách tay sẽ về đúng với giá trị thực của nó. Nếu so với mức giá gốc mà Apple công bố, giá iPhone 11 tại Việt Nam hiện vẫn đang cao hơn khoảng từ 8 đến 10 triệu đồng. Do vậy, mức giá này chắc chắn vẫn còn giảm mạnh trong những ngày tới, đặc biệt ở vào thời điểm trước khi iPhone 11 chính hãng bắt đầu mở bán tại Việt Nam. Theo dự kiến, iPhone 11 iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max sẽ bắt đầu được mở bán chính hãng tại Việt Nam vào ngày mùng 2 tháng 11. Ngay từ bây giờ, người dùng đã có thể đặt mua sớm bộ ba mẫu điện thoại này với mức giá tốt hơn nhiều so với giá hàng sách tay hiện đang được chào bán.